25 tháng Giêng, cuộc trở lại của Thánh Phaolô. Thánh Phaolô sống cùng thời với Đức Chúa Giêsu, nhưng như chúng ta biết, các ngài chưa bao giờ gặp mặt nhau. Lúc đầu, Phaolô có tên là Saulô. Khi còn trẻ, ngài là một sinh viên sáng dạ, thông minh, sống theo đạo luật Do Thái. Lớn lên, Phaolô bắt hại những người đi theo Đức Chúa Giêsu. Chúng ta đọc thấy cuộc trở lại thật ngạc nhiên của Saulô, nơi những chương 9, 22, 26 trong sách Tông đồ Công vụ. Điều gì đã xảy ra? Vào một ngày kia, đang lúc Phaolô hành trình tới thành Đa-mát để lùng bắt nhiều Kitô hữu hơn, thình lình một luồng sáng lớn chiếu thẳng vào ngài. Khi té xuống đất, Saulô nghe thấy một giọng nói: "Saulô, Saulô, sao người bắt hại ta?" Saulô trả lời: "Thưa ngài, ngài là ai vậy?" Và giọng nói ấy đáp: "Ta là Giêsu, người mà ngươi đang bắt hại." Saulô kinh ngạc và bối rối. Sau vài giây, Saulô hỏi: "Ngài muốn tôi làm gì?" Chúa Giêsu đáp: "Hãy đi tới Đa-mát và ở đó ngươi sẽ biết phải làm gì." Ngay chính giờ phút ấy, nhờ quyền năng của Thiên Chúa, Saulô đã được hồng ân tin nhận Đức Chúa Giêsu. Yếu ớt và run sợ, Saulô xin các đồng bạn của ngài giúp đỡ. Họ đã dẫn Saulô vào thành Đa-mát. Ánh sáng khi nãy đã làm loà mắt Saulô. Giờ đây, chính trong lúc mù quáng mà Saulô có thể nhìn thấy sự thật. Và Chúa Giêsu đã đích thân gặp gỡ Saulô, mời gọi Saulô hoán cải cuộc đời. Saulô trở nên người yêu đặc biệt của Chúa Giêsu. Sau khi chịu phép thanh tẩy, Saulô chỉ suy tưởng đến việc giúp cho mọi người nhận biết và yêu mến Đức Chúa Giêsu đấng cứu chuộc. Chúng ta biết được Saulô là nhờ bởi tên gốc tiếng Roma của ngài. Phaolô, ngài được gọi là tông đồ, ngài đi khắp nơi rao giảng tin mừng. Ngài đã làm cho rất nhiều người nhận biết và tin theo Đức Chúa Giêsu. Phaolô đã làm việc và chịu đau khổ vì Chúa. Nhiều lần, những kẻ thù đã cố tìm cách giết ngài, nhưng không gì có thể ngăn cản được Phaolô. Lúc về già, có lần ngài bị tống giam và bị tuyên án tử. Nhưng Thánh Phaolô vẫn vui sướng chịu đựng, cho dù phải chết vì Chúa Kitô. Vị tông đồ cao cả này đã viết nhiều thư rất hay cho các tín hữu. Những thư này trong Kinh Thánh được gọi là những thánh thư, được trích đọc ở phần phục vụ lời Chúa trong thánh lễ. Sự trở lại của Thánh Phaolô tông đồ rất quan trọng trong đời sống của giáo hội. Chúng ta được nhắc nhớ rằng Thiên Chúa cũng đã tìm kiếm chúng ta. Ngài tìm chúng ta dọc theo con đường Đa-mát của mỗi người. Ngài mời gọi chúng ta hãy từ bỏ mọi sự trong cuộc sống để chỉ giữ lại mình người. Chúng ta có nhận ra người như Phaolô đã nhận ra không? Chúng ta có sẵn lòng trở nên những môn đệ đích thực của Đức Chúa Giêsu như Thánh Phaolô không? Chúng ta hãy nài xin Thánh Phaolô giúp đỡ chúng ta. Tin mừng nét.